Hôn nhân không trọn vẹn của hai hoàng tử V-pop, Đan Trường toang vì khoảng cách địa lý, Lam Trường bị ám chỉ vì có người thứ ba. Năm 2013, Đan Trường kết hôn với vợ doanh nhân là Thủy Tiên tại Mỹ. Đám cưới bạc tỷ của cặp đôi thời điểm đó thu hút rất đông đảo sự chú ý của truyền thông và khán giả. Tuy nhiên, sáng ngày 18 tháng 7, cả showbiz Việt ngỡ ngàng khi vợ chồng Đan Trường chính thức thông báo ly hôn. Nói về lý do chia tay, vợ đan trường cho biết vì khoảng cách địa lý nên cả hai đã xa cách tình cảm và hiện tại vợ chồng cô cũng không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống hôn nhân. Năm 2004, Lam Trường kết hôn với người vợ đầu tiên tên Ý An dưới sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Những tưởng hạnh phúc sẽ bền lâu thì đến tháng 10 năm 2009, những tin đồn dặn nứt của cặp đôi bắt đầu xuất hiện. Đến tháng 5 năm 2011, làm trưởng chính thức thừa nhận anh và vợ đã ly hôn từ tháng 10 năm 2010. Ngô Ý An lên trang cá nhân ám chỉ có người thứ ba chen chân vào cuộc sống hôn nhân của cô. Tuy nhiên, Lam Trường đã lên tiếng phủ nhận. Sau khi ly hôn, vợ cũ Lam Trường là người nhận nuôi cậu con trai Tiểu Kiến Văn. Năm 2014, Lam Trường kết hôn với Yến Phương, vợ thứ hai kém nam ca sĩ 17 tuổi. Hiện cả hai đang có cuộc sống hôn nhân đầm ấm và hạnh phúc. Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao trước hôn nhân không trọn vẹn của hai hoàng tử V-pop? Đừng quên để lại comment dưới video này nhé!